Tại cái em của Việt mỗi lần mà chị vào lấy dính thấy nó đà. Mình bán lâu chưa hết chị Loan? Hai mấy năm rồi em. Ui chà, chị bán ở vị trí này thôi đó hả? Ờ, đó chị bán làm bãi sậy, 48 bãi sậy, giờ chị gọi là 212. Dạ, yeah. Cái này mình có bán không chị? Cái này cho khách ăn thêm. À, cho khách ăn thêm rồi. Mà mình lấy miếng còn là lấy tiền chứ nữa. Đây nè, trời ơi. À, bưng cho anh kia nè ơi. Vậy là bao nhiêu vậy chị? 35k. 35k. Thấy cái nồi chị sôi đã kia không? Xương hả? Xương nó ngọt thước chứ lắm. À, nhưng chủ yếu là ba cái xương thôi chứ giờ đâu có ăn một phần còn gì đâu có tốt đâu. Dạ. Bộ bia. Phèo phân lâm. Ui, nhiều thông minh ha. À, vậy là 35. 35. Phèo mà nhớ cái đâu nóng thơm đó. Nóng lắm em. Vậy đây chị nói chủ yếu là xương thôi chứ còn ngọt lắm. Cái xíu được phèo. Yeah. Quá ngon luôn. Thấy gà nãy rồi. Cái gì bé học gà hả? Rồi ok chào chút. Bé học gà thì bao nhiêu đó hả chị? 5.000. Mến chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vina TV sáng ngày hôm nay nha. Sáng nay Phú Tha đang có mặt tại đường Phan Văn Khoe quý vị ạ. Thì khi mà đi ngang qua đây á, Phú Tha thấy có một quán vỉa hè quý vị, khách đang ngồi ăn rất là đông, nên Phú Tha vào phép quay cũng như là chia sẻ gửi đến toàn thể quý vị nha. Để quý vị nào mà có tiện đường đi ngang qua đây á, thì có thể ghé và trải nghiệm. Đây, ở phía bên kia đường quý vị ạ. Quán của chị thì nằm từ đầu đây nè quý vị. Đây, có những cái bàn đầu đây nha. Tại vì chỗ nào trống thì chị sẽ để bàn vào. Thì khách ngồi ở dưới đây nè, ở đây. Rồi dọc lên đây. Đó. Đi, bây giờ mình qua mình hỏi thăm chị nha. Cũng như là xem chị bán thử như thế nào. Quán của chị nằm đúng ngay ở địa chỉ là 212B nha quý vị. Phan Văn Khoe, phường 2, quận 6. Hình như ở đây Phú Tha thấy chị bán 7 ngày 7 món quý vị ơi. Hôm nay là thứ hai nè, chị bán món phở. Thứ ba thì hủ tiếu Nam Vang. Thứ tư bò kho. Thứ năm bánh canh cua. Thứ sáu bún bò Huế. Thứ bảy lại phở tiếp. Đó, và chủ nhật là hủ tiếu Nam Vang. Ở đây là chị Loan ha, có số điện thoại là 077 3674 619. Cái tủ của chị đây. Thấy cũng nhỏ gọn nhưng mà đầy ấp thịt nạm với lại bò viên ở trong. Tái nạm viên cân này đủ hết cân. Nói chung là đầy đủ lòng á. À dạ đầy đủ. Rồi, đủ viên của tao không đủ viên dành già lão. Bắp bò. Bắp bò. Là bắp bò. Đó, cái
là hết với sắt hả chị ha? À hết sắt, tại vì sắt nhiều lắm cân mấy chục ký là. Một tô là đủ cân hả cân? Sắt vào quá trời. Ồ ở đây chúng ta thấy có một điều đặc biệt các vị, hình như có phèo á. Phèo khăn lông. Nè cô em bé này. Cô em bé là bao nhiêu tiền chị? Dạ 20. Có anh có sụm, ok. Rồi. Đã ghê không quý vị? Mỗi lần mà chị wow lên kính thấy nó đã. Mình bán lâu chưa hết chị Loan? Hai mấy năm rồi em. Ui cha. Chị bán ở vị trí này thôi đó, hả? À, đó chị bán ở đằng bãi sậy 48 bãi sậy và chị gọi 212. Dạ. Cái này mình có bán không chị? Cái này cho khách ăn thêm. À, cho khách ăn thêm thôi. Này mình lấy nước ngọt là lấy tiền chi nữa. Đây nè, trời ơi. Này bưng cho anh kia nè thôi. Vậy là bao nhiêu vậy chị? 35k. Thấy cái nồi chị sôi đã kia không? Xương ống nè đó. Xương ống. Xương nó ngọt nước chứ lắm. À, nhưng chủ yếu là ba cái xương thôi chứ giờ đâu có ăn bột bọc không gì đâu có tốt đâu cơ. Dạ. Bộ kia. Phèo phân lông. Ui. Nhiều tốt minh ha. À, vậy là 35. 35. Đi lại đằng sau đây xem cái tủ của chị đó, thấy nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà đầy đặn lắm đó. Đây. Nguyên một khay gân bò nạm, gân bò nạm, bắp bò, tái, viên, khăn lông, phèo. Tính ra cũng đầy đủ á. Phèo nè. Đầy đủ quá, ăn chơi mà. Ít nơi mà bán có phèo lắm nha. Tại vì khách ở đây chơi xuống phèo em. Dạ. Phèo nó mềm, nó ngon. Nhưng nó béo, có cái độ béo ngọt. Thử đi. Phèo mình dớt cái đầu nóng thơm cho nó. Ngon lắm em. Thì đây chị nấu chủ yếu là xương thôi chứ bột ngọt không có. Chứ xíu được phèo ngọt nó ngon. Dạ. Quán 35 37.
Nhiều nhiều quá không biết với ai luôn. Ta kêu ra nó thân thương vậy thôi. Cái gì của chị gái đó. Anh thấy là bán cho tôi cái bình hồi đó. Một tuần gì bán hai món phở á chị, hai ngày phở. Hai ngày không tiếng Nam Giang. Dạ. Viên gân. Mấy phần tất cả. Của gì viên gân rồi đó, thêm phần gì nữa vậy? Có. Đã dặn viên gân thôi. Đã gì? Chị Loan ra thì còn có rất là nhiều anh chị bán, quý vị ạ, phụ bán. Có phải 6 7 người á. 6 người phải làm. 6 người chị Loan. Ít phải đâu mà làm việc. Dạ. Đấy khi có. Có anh này để đi được. Lấy một tiếp về, đừng có trụng nha. Một phần anh về không trụng. Mai là Hủ tiếu Nam Vang là đông dữ lắm hả chị? Đúng rồi. Dạ, có gì mai em ghé lại luôn nha. Đúng rồi. Đầy đủ rồi sao cái yêu? Đầy đủ. Mềm tất cả nó rồi, từ đầu chị Hằng là mềm hết. Có chiếc lách hơn rồi kìa. Hả? Trong miếng rồi, ok. Điều đặc
đặc biệt là vừa thấy có phèo. Nước. Quý vị thích béo thì lấy béo, còn nếu mà không thích béo thì nói chị từ miếng nước. U cha. Một thanh quý vị ơi. Mềm nhũng quá quý vị ơi. Nghìn mà quá trời thịt. Quý vị thấy thì cho thêm tương ớt với lại tương đen vào trong đây nha. Có phèo đó, khách gọi thêm phèo đó. Giờ cho anh lấy cái à dạ. Nó béo ấy, nhưng mà nó đặc biệt đó, không có mùi nhá. Ngon. $35.000 quá là ok luôn á. À, cái nước á quý vị thì nó ngọt thanh mà nó không có quá mặn á quý vị, nên quý vị nào mà muốn nó đậm đà hơn một chút xíu thì quý vị cho thêm tương ớt với lại tương đen vào một chút xíu nữa là ăn ngon. Còn cái thịt gân ở đây á ăn nó mềm, còn những cái thịt khác thì tươi ngon. Ok, quý vị có đi ngang qua ở địa chỉ là 212B nha, đường Phan Văn Khỏe,
phường 2 quận 6 buổi sáng. À, chị bán 7 ngày 7 món nên quý vị có thể canh ngày. Ở đây chị Loan vừa thấy chị vui vẻ nhiệt tình đó. Rau thì ăn thoải mái, rau ở trên bàn nhiều lắm, ăn thoải mái. 35 nghìn như vậy là quá ok rồi quý vị ạ. Bye bye quý vị.